sầu riêng này, ăn không? Sao đấy? Sao mà mặt buồn thiu thế? Em bị đá rồi. Đá? Thôi không sao. Thế em vẫn bị đá suốt đi thôi. Sao? Ê, sầu riêng này ăn không? Sao đấy? Sao mà mặt buồn thiu thế? Em bị đá rồi. Bị đá á? Buồn chân buồn tay thế nhở? Ê, đánh nhau không? Bà điên à? Buồn chân buồn tay thế nhở? Ê, đánh nhau không? Bà điên à? Buồn miệng thế nhở? Uống trà sữa không chị? Ừ, order đi. Buồn miệng thế nhờ. Uống trà sữa không chị? Ừ, order đi. Đừng nhúc nhích. Nhưng mà buồn không chịu được em ơi. Buồn lắm. Đừng nhúc nhích. Nhưng mà buồn không chịu được em ơi. Buồn lắm. Lôi thằng kia ra đi. Cứ chị, em buồn đi vệ sinh quá. Thôi chị, em buồn đi vệ sinh quá. Chị ơi, chị ăn ơi. Không? Thế sao mà là chị ơi, em buồn ngủ quá. Chị ơi, em buồn ngủ quá. Mày ăn cái gì đấy? Sầu riêng. Thôi vãi. Con non thế. Mày ăn cái gì đấy? Sầu riêng. Thối vãi, buồn nôn thế. Thôi đi đi chị. Mệt lắm mẹ. Chân tay không buồn nhúc nhích ý. Đi. Thôi đi đi chị. Mệt lắm. Chân tay không buồn nhúc nhích ý. Đi. Chị ơi, đi ăn đi. Mệt lắm. Không buồn ăn gì ý. Đi ăn đi. Mệt lắm. Không buồn ăn gì ý.